Ở nhà hôm nay thì Thái ITV xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả của hiệp 1 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẩy. Hà Nội là cái đội chủ nhà nha quý vị. Và hiệp 1 vừa rồi đã kết thúc với phần thắng tạm thời, Sông Lam Nghệ An đang còn dẫn trước Hà Nội với tỷ số là 1-0. Và hiện tại bây giờ thì là đang còn thời gian nghỉ giữa giờ và chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệp 2 Hà Nội liệu có bàn thắng để mà sang bằng tỷ số và chiến thắng thuộc về ai thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhưng mà cái sân khấu rất là đông khán giả, chúng ta nhìn vào một cái không khí nó giống y gan như là ở bên châu Âu, xem bóng đá bên châu Âu vậy đấy. Nhưng mà khán giả có cái ngặt gì này là khán giả bên Sông Lam Nghệ An á, nhiều hơn khán giả bên Hà Nội. Hà Nội là đội chủ nhà, nhưng mà quý vị và các bạn biết rồi, cái cách cổ vũ rất là nhiệt tình của hội cổ động viên của Sông Lam Nghệ An, không chỉ riêng là ở Hà Nội mà khắp cả nước luôn nha quý vị. Đi tới đâu đá thì vẫn có cổ động viên người Nghệ An, họ sẽ tới sân và cổ vũ. Quý vị và các bạn thân mến, là người Nghệ An thì họ đi khắp tứ xứ để họ làm, cho nên mỗi lần mà cứ thấy bóng đá là họ sẽ tới đó họ xem. Và đây là một cái mà tất cả các câu lạc bộ khác cũng phải là để ý và để quảng cáo cái hình ảnh cho nó được tốt, để mà có những cái cổ động viên tới sân nhiều hơn để mà cổ vũ cho đội nhà của mình. Và bây giờ thì Thái ITV cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay thì quý vị và các bạn hãy cho Thái ITV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.